đâu quay được, quay một mụn ấy, không quay mặt ấy. Dạ, nên sợ thêm ra. Cô xem xí dạy, cô dạy đi, cho xem xí hơn. Ừ, cho xem xí để ghiền. Cho biết thành phẩm của mình chứ. Dạ, đúng rồi. Như bông hoa này. Mụn mà lây như bông hoa nở. Quá đẹp luôn cô. Mua qua con làm cho. Rồi mở đau không mi? Dạ, cỡ tầm này chứ. Chứ đau, đau đau hơn nè. Xí con làm thử cho cô cục. Ok cô Hì. Đau quá mẹ ơi, trời trời khúc dưới đi lẫn đau nè. Dạ, cái chỗ này ngang mắt này hơi đau. Ừ, cái trán là ta... con làm thử cho cô một cục mụn kia á, quen cái đầu màu á. Dạ. Rồi cô cái cảm thấy nó như thế nào, cô về cô kiểm tra nè. Ừ. Rồi cô thấy là nó đỡ đau hay nó ít đau rồi cô qua cô làm. Ừ. Cô thấy nó hiệu quả rồi cô qua cô làm. Đó. Hiệu quả với lại coi như làm đi được. Xong là chị là khuyến mãi cái đồ mồi nữa một cục cho biết. Dạ, mà là cái đồ mồi nơi cái mặt cô là khoảng bao nhiêu tiền? Chục cũng nhiều ấy, nhưng tiền bởi đó. Ừ. Nhiều quá rồi nè, chắc cả 5 xị thôi. 5 xị hả? Dạ, ta phải biết giá rồi ta về ta hô chứ. Hô cô hô lên 1 triệu cũng được. Ừ. Tiểu không cho đâu mình. Để trừ một là hô triệu, hai là hô mấy trăm thôi để thêm vô. Ừ, thì bởi mình ví dụ như 500 thì mình về mình hô 700 cũng được chứ. Chứ mà hô hô triệu thôi, không cho mua. Cô này là ở đâu cô? Cô ở bên Bệnh viện Phụ Nữ á. Ủa răng cô biết con mà cô qua đây. Con gái cô cũng làm. À. Rồi rồi cũng kiện làm đó. Chuyện biết cô đi làm. Cô ta đau quá ta không làm đâu. Chú cô là phải làm. Sợ đau quá tôi không làm. Biểu tôi đi xăm môi mà cho thêm cho tiền ta ăn đi đừng có sẵn nữa. Không, mà cô á không xăm môi cũng được nhưng mà phải làm mấy cái đầu màu này, cô nói thiệt luôn. Ừ. Tại vì cái đầu màu của cô nhiều quá. Để mình nghiên cứu là cỡ 500 hả? Dạ, cỡ 500 thôi. Ừ. Nhưng mà mới làm xong là máu me tà lai cái mặt nha cô. Rước nữa hả? Dạ. Trên trán thôi, vài chịu đau giỏi hả? Ừ, trên trán là gì chịu được. Còn ở dưới này nè, hồi nãy mới mấy cái, chỗ này mặn đã đau điếc rồi. Lấy gì cái kìm cái... để mà bên cái tay này cho nó tiện chị, cho chị ít bông nước muối luôn. Trưa nay mọi người muốn ăn gì? Ăn mì quả không? Hay ăn cơm sườn? Nút à? Để chị nấu canh cho ăn thì nước thì nhiều dễ. Ăn mì tôm kìa, chế nước vô rồi xong đó. Nước không luôn. Anh cân sắc mà biết không? Anh còn sắc ai biết anh mặc áo quần cân sắc từ kỹ tháo rồi còn sắc ai biết mấy. Nữa hả? Sợ ngươi nằm đi trường đâu anh ngươi kìa. Ủa thế như nào? Anh sợ gì? Ngươi đâu giống mô đô đi.
Tờ, mấy người này lúc mò không như mò đồ ấy. Tưởng tượng của họ không bao giờ bị xấu đi, không chị Vân. Đẹp mọi lúc mọi nơi. Hay đẹp, những kiểu đôi hình đẹp lắm á. Lỡ mà mình hơi xuê xoa để thành lạc đôi hình thì không phải chừng gì. Để uống cà phê không, ăn đồ vách. Kiểu đó. Nam. Ai? Ai? Sao? Điều cà phê làm như mang đồ vẽ. Mặc chứ mà chờ là mặc chứ. Anh đợi là mặc váy á. Vì mình làm sản phẩm mình đang phải mặc. Ý trời ơi. Quảng cáo sản phẩm đúng không? Là người ăn cá sản phẩm của mình. Lỡ ai hỏi lần này? Đúng rồi, tôi là người may. Mua mặc là hỏi chứ. Hỏi là quảng cáo liên á. Nên rất thì anh đang phải may nhiều cái cho nhiều người. Thì họ đi đâu có nhiều người đi. Họ ăn mặc mình ăn đủ rồi. Đủ đẹp rồi. Vậy chứ ngày à. Ngày thường thôi, ngày lạnh lạnh là mặc thôi, chứ là nóng, mặc vết. Trong nóng anh mặc nó mới nổi bật. Anh không hợp với lại áo lạnh. Áo lạnh đồ là anh mang không hợp, mà mặc vết anh hợp vì mình quen rồi. Như anh người Hà Nội á, lạnh chứ là anh mặc vết. Không, người Hà Nội là lạnh, mặc vết. Lạnh là mặc vết. Mặc chặt cũng quen. Còn em mà cứ lại mặc áo mà không mặc không làm được. Không lại không mặc chứ. Trời. Đây. Thì nhìn nhiều tóc ấy. Đang đến mức độ nào chân tóc. Quên đi xíu rồi, nhìn cái sản phẩm mình hơn, không nhận sản phẩm mình luôn. Lố quá. Lố quá. Ở tôi bị mặc vest của Nam Mai đẹp sợ luôn á. Vân thích này. Cái may với ông bộ này. Ông chị không thích. Chị không thích hết trơn. Sáng nay em kêu Hoàng mai em đồ vest thì họ phụ huynh vẫn Hoàng chị. Học những tiệc hơn rồi. Học cho hai tay thôi. Mà mày nhanh không anh Nam? Hả? Mày nhanh không? Mày cho hệ bộ. Vậy là chắc không. 3-4 ngày. Đi gì đâu đó chị biết rồi chứ. Đi chơi rồi mà đi dép là biết rồi. Mày cho anh mua à? Dạ em đi mày tặng người yêu cũ á anh. Ý là sáng đi dọn đồ thấy cái bộ vest của ông á treo trong tủ á. Vết xanh đúng không? Dạ. Đi hộp, đi hộp. Mới chắc vừa mặc vừa không ta? Đi hộp phụ huynh thì Vân mực. Đợt một cái em là ốt nè. Cho em nuôi thành heo. Em bộ béo. Hà nuôi heo. Cưỡng không cần, không mắc nữa. Thiệt. Càng đẹp rồi cô ơi. Sáng lên cô ơi. Đâu. Chứ cái mũi cô cũng đen quá. Mỗi lần đi chơi mà mình xoạch xoạch mà không nhìn từ trên xuống dưới là y rằng quất đôi dép đi. À, thiệt đấy, tôi nói cái đôi dài ông Nam đẹp rồi đó, hồi hơi mai ông mang á. Chứ ông mang cái đôi chi mà tôi nói không phù hợp xí mô luôn, cười cháy. Chứ đó là bình trước anh... đi chơi là phải kiểm hàng. Cái đôi giày rõ à, đôi giày sẽ đánh à. Ông mang đôi giày thể thao gì đó, những giày ồn. Đôi giày tây mới đẹp luôn. Hồi nãy mua đôi giày nó như cũng của Nam đúng không? Giày tây à? Ừ. Mà tôi bị mặc giày kia chẳng để. Giày nó luôn đó. Dạ, à, nguyên bộ. Vì ông mang như rất đẹp mà. Mang tay thì đẹp, mà mang dài mà giờ đá là phải mặc cái quần phải cao lên. Chứ mà cá mặc cũng gì thương, có bề lớn mà đâu được cái quần cao đâu. Đó cho nên phải mặc đúng cách mình. Cái màu cũng đẹp, màu xanh xanh. Trời sao, ông Phương thích cười quá đi. Mà vui mà. Giọng khóc với sợ tầm tã. Ờ. Mừng quá, để đông quá. Nè. Ông qua tự nhiên ông ôm, ông nói mình xong cái ông ra, ông ôm mình, ông khóc trời ơi.
thầy ôm chị khóc đầu tiên đó, xong rồi cái mọi người tưởng mua chuyện chi, ổng cảm xúc dâng trào rồi đang đó nước mắt gì mà chảy, mà tao nói chảy như suối luôn, giống như cưới vợ thì đứa mày qua nhà chồng, à giống như tôi là mẹ trời ơi. Chầu không mời y là trăm người đi, trăm người luôn á, trăm mấy người chứ sợ không chỗ ghế ngồi thì mình vô thấy đông ai mà đi luôn á, đẹp quá mà hơi mà ai hấu cùng đi phương đông không biết luôn à.